Bích Châu, quý phi duy nhất khiến vua Trần phải thốt lên đầy cảm phục. Quý phi Bích Châu, tên thật là Nguyễn Thị Bích Châu, quê ở Nam Định. Theo truyền kỳ Tân Phả của Đoàn Thị Điểm, thì Bích Châu không chỉ nổi tiếng xinh đẹp mà còn thông tuệ, hiểu biết văn chương và âm nhạc. Khi Bích Châu tròn 16 tuổi được tuyển vào cung, nhờ xinh đẹp, giỏi đàn ca, thơ sướng, nên Bích Châu rất được Duệ Tông yêu thương, phong làm quý phi. Một lần, trong dịp tiết Trung Thu với nhiều đèn lồng đủ sắc màu, vua Duệ Tông cao hứng ra vế đối. Trời thu gác tía treo đèn bạc, quế đỏ trong trăng. Trong khi quan văn bá võ đang suy nghĩ thì Bích Châu đã ứng đối. Sắc xuân đài trang mở gương báu, phù dung đáy nước. Nhà vua khen hay và tặng cho đôi ngọc long kim nhĩ, tức hoa tài vàng cẩn ngọc hình rồng nổi, và đặt biệt hiệu cho bà là Phù Dung.